mùng 1 Tết của 2022 nha quý vị. Đủ đẹp rồi. Coi chừng góp mà. Tên hai tên kìa. Rồi mấy đứa chúc Tết cậu hai cho đi rồi tới cậu tư. Vô đại đại đi. Yeah. Làm ăn cái lại, vô nhà sức khỏe, dễ máy con trai. Câu
đó Tư chịu. Dạ. Rồi Tư chúc vợ chồng con thật nhiều hạnh phúc ha. Dạ. Làm ăn cũng thuận lợi. Năm mới con chúc cô Tư lúc nào cũng trẻ đẹp, tiền là đẹp luôn, có nhiều lực là tiền, muốn nhiều tiền tài lộc, có nhiều sức khỏe. Đây là số con cháu, chúc cô Tư năm mới vui vẻ. Chúc con thành công, sức khỏe. Mình giao đi cưng. Rồi.
đi không rồi đại gia đình đi vô đại gia đình bữa sao nó tối thui vậy ta mày đứng cái đó ngược nắng vậy đi ai nữa đó ai nữa vậy đi ghi chú đi chút nhà gì tao uống sữa không vậy tới đâu không đi rồi tới đâu năm mới con chúc cha làm đó. Công phát đạt tiền vô như nước con chúc cha năm mới vui vẻ vui vẻ đứa lỗ mà đây này 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 nè cười cái coi tới con mẹ đẹp lên bạn lên con cha làm ăn rất đẹp thì vui như nước rồi sống rồi hình như năm nào hai cũng vậy á. Rồi vô đây. Vô. Vậy á. Tao thấy mới đi rút 500 về á. 500. Ok, kiếm gì đi mới. Mở ra. Tụi tụi bay không ca cái bài tết đến rồi bay. Coi có buồn không biết không? Cái này nó làm lắm á. Đấy, con nhảy cho. Ngày mới em chúc anh thầy làm ăn phát đạt, tiền vô như nước. Chúc anh thầy sớm đi vợ, kem các bạn. Vậy thì mày hai chồng mày cứ ôm con gấu nó hoài vậy. Chị hai có mấy cái bầu thơ vậy? Để mấy cái nè. Nãy ủa sắp đồ lâm chanh á. Rồi gia đình lên trước đi, gia đình bé Hạnh lên trước đi. Để là nhiều show lắm nha. Hai rồi. Má hai. Chúc má hai rồi. Trời ơi. Ôi.
Cảm ơn đi. Cứ cái việc đưa đi rồi thói cho.
lì xì có tiền thới nha quý vị. Cậu có 500 lẻ nè cậu. Không biết rồi. Không biết rồi. Trời ơi đã. Rồi. Để mờ nhát quá. Bơ cái mơ gì. Rồi.